Có thể thấy những xưởng sản xuất gỗ ở Việt Nam đang sử dụng ngày càng nhiều những loại keo tự chế như trong phóng sự mà chúng tôi vừa đề cập. Thì trên thị trường đồ nội thất hiện nay ở Việt Nam thì cũng có rất là nhiều sản phẩm làm từ gỗ công nghiệp nhưng mà lại được sản xuất từ những xưởng thủ công. Trong khi các bác sĩ thì khuyến cáo cùng với công đoạn gia công sử dụng thêm các loại hóa chất thì chính những thứ đồ nội thất kém chất lượng hiện nay lại đang là mối nguy hại đối với sức khỏe của chính những người sử dụng. Thế nhưng mà không phải là ai cũng có thể để ý tới những điều này. Trong căn phòng rộng chưa đầy 20m² của gia đình chị Linh ở khu chung cư Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội. Từ giường, tủ và ngay cả kệ để đồ chơi cho trẻ con cũng được làm bằng gỗ công nghiệp. Không ít lần, mẹ con chị hít phải mùi hóa chất từ những thứ nội thất này. Thật ra thì để cháu chơi lâu trong cái phòng mà nhỏ mà nhiều đồ gỗ này thì thật ra tôi cũng thấy có mùi khó chịu. Và cháu thì cũng đôi lúc thì cũng có ho. Đấy thì tôi không biết là do mùi gỗ hay là do mùi gì, nhưng mà nhiều lúc tôi cũng phải bế cháu ra ngoài. Nhất là những hôm trời nồm nắng ẩm, rồi là nó cũng xuất hiện mốc. Đấy rồi là trong quá trình sử dụng ngắn thôi là nó đã bong tróc hết ra rồi. Trong nhà chị Linh có tới 70% đồ nội thất được làm từ gỗ công nghiệp. Tuy nhiên khi hỏi đến xuất xứ của những món đồ này thì gia đình anh chị không hề biết, chứ chưa nói đến những thông số kỹ thuật của các món đồ. Khi mà tôi mua thì tôi chỉ thấy nó đẹp thì tôi mua thôi, chứ còn về cái chất lượng như nào thì tôi cũng không biết, người ta cũng không đưa ra một cái giấy gì cả. Hiện nay trên thị trường đồ nội thất tràn lan những sản phẩm được làm từ những loại gỗ công nghiệp và phần lớn chúng có xuất xứ từ những xưởng thủ công. Thị trường của mình là đa số là người ta sẽ dùng hàng Việt Nam hơn. Khi mà các cái xưởng thủ công công nghiệp người ta đưa ra thì hàng nó cũng vẫn rất còn là bảo đảm. Nắm được nhu cầu thích đẹp và rẻ của các gia đình, nên đồ nội thất từ gỗ công nghiệp hiện nay từ các xưởng sản xuất thủ công thường chứa một hàm lượng sơn lớn, nhất là những đồ nội thất dành cho trẻ em. Theo các chuyên gia, cùng với lượng keo có chứa hàm lượng formaldehyde lớn, thì chính hàm lượng chì trong sơn cũng có thể gây ra những mối nguy hại cho sức khỏe con người. Và nếu như chúng ta tiếp xúc với formaldehyde thì sẽ gây ra những cái bệnh về dị ứng. Nếu như nồng độ của nó trong không khí mà lớn hơn 0,1 ppm thì nó có thể gây ra là đau mắt, đau họng, ho, khó thở. Trẻ em sống trong những ngôi nhà dùng sơn sản xuất có chì thì sẽ bị ngộ độc chì, và khi bị ngộ độc chì thế thì tất nhiên nó là một cái ngộ độc mãn, nó không chỉ nó không gây lên những cái phải đi cấp cứu ào ạt bệnh viện ngay, nhưng nó ảnh hưởng đến sự phát triển tinh thần và trí tuệ của các em. Giò rẻ lại đẹp, đồ nội thất công nghiệp kém chất lượng vẫn được bán tràn lan trên thị trường. Thế nhưng đôi khi cả người bán và người mua đều không thể biết thế nào là đồ gỗ công nghiệp chất lượng tốt, do chưa có quy chuẩn rõ ràng để kiểm soát lượng hóa chất tồn dư. Nhưng những đồ nội thất màu mè này lại đang được nhiều gia đình sử dụng.